Xin chào quý vị các bạn, trong nội dung này chúng ta sẽ học sinh công cộng bài thứ 41 nói về cái chủ đề đó là thu hồi bộ nhớ một cái chủ động. Cái bài này nó sẽ là cái phần kết của phần con trỏ và cập phát động. Okay. Khi mà chúng ta nói đến phần con trỏ thì thông thường chúng ta có cái nhu cầu cập phát động và chúng ta đã sử dụng cập phát động với con trỏ ở trong cái bài liên quan đến mảng một chiều cấp phát động, mảng hai chiều cấp phát động. Và ngoài ra chúng ta cũng có thể cấp phát một cái con trỏ như bình thường, ok, sau đó thì chúng ta sử dụng. Và đối với những cái cú pháp mà liên quan đến con trỏ cấp phát động thì sau khi chúng ta cấp phát, bộ nhớ được cấp phát cho con trỏ đấy sẽ là bộ nhớ ở trong heap. Và lúc này thì sau khi sử dụng xong, nếu như cái con trỏ, cái vùng nhớ đấy không sử dụng nữa thì chúng ta nên chủ động giải phóng nó để dành chỗ bộ nhớ cho những cái chương trình khác. Ok, thì cái cú pháp để thu hồi bộ nhớ chủ động ở đây đó là delete pointer name hoặc delete móc vuông pointer name. Thì nếu như chúng ta cấp phát một cái con trỏ bình thường thì cú pháp là delete không có móc vuông. Còn nếu như chúng ta cấp phát một cái con trỏ mà sau đó chúng ta sử dụng dưới dạng một cái mảng, có thể là mảng một chiều hoặc là hai chiều, thì chúng ta phải thu hồi lại bộ nhớ thông qua cái keyword delete và móc vuông này, sau đó mới đến cái tên của cái con trỏ. Ok, và chúng ta thường áp dụng cái cú pháp delete này với những cái loại con trỏ nào thì mình đã liệt kê sẵn ra đây. Đầu tiên chúng ta sẽ dùng để thu hồi cái con trỏ null. Các bạn nhớ một điều rằng khi mà chúng ta thu hồi bộ nhớ cấp pháp của một con trỏ thì nếu như con trỏ đang trỏ tới một cái vùng nhớ khác mà cái vùng nhớ đấy cũng cấp phát động thì cái vùng nhớ cấp phát động được con trỏ trỏ tới sẽ bị giải phóng. Ok. Còn nếu như nó cái con trỏ nó đang trỏ đến một cái vùng nhớ tĩnh chứ không phải cấp phát động thì chúng ta sẽ gặp lỗi khi mà chúng ta delete hay là thu hồi cái vùng nhớ đấy. Ok. Và luôn phải đảm bảo là cái vùng nhớ hiện thời đang trỏ tới bởi con trỏ là một cái vùng nhớ cấp phát động hoặc null hoặc là một cái gì đó mà chúng ta đã trực tiếp cấp phát cho nó, nếu không là nó sẽ bị lỗi. Tí nữa mình sẽ minh họa cho các bạn. Loại thứ hai ở đây đó là những cái con trỏ đã được có tham chiếu hoặc không có tham chiếu, tí nữa mình sẽ chỉ cho cụ thể. Loại nữa đó là con trỏ mảng, ở đây mảng tức là mảng một chiều. Loại tiếp theo đó là con trỏ void. Với con trỏ void thì thông thường là chúng ta sẽ không thu hồi được nó mà phải ép nó sang kiểu của một cái con trỏ khác, sau đó thì chúng ta mới thu hồi được. Ok. Bởi vì khi mà tạo ra con trỏ void ấy, thì nó không có một cái kích thước cụ thể nào cả, cho nên là chúng ta sẽ không thu hồi được. Và cái mẫu của nó thì lúc nữa mình sẽ viết cho bạn. Cuối cùng là cái cú pháp để áp dụng với cái con trỏ mà đây gọi là con trỏ trỏ đấy con trỏ. Và cái này thì chúng ta áp dụng với cái việc sử dụng mảng động hai chiều. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với cái con trỏ null này. Sau khi mà sử dụng con trỏ xong, ok, muốn thu hồi cái con trỏ đấy thì thông thường chúng ta sẽ gắn nó vào null. Ví dụ một cái con trỏ n ptr đi. Ok, mình gắn nó bằng null. Thì các bạn nhớ cái cú pháp để gắn con trỏ bằng null thì một là gắn nó bằng không, hai là gắn nó trực tiếp bằng null này. Nhưng mà nên sử dụng cái cú pháp gắn bằng null để nó rõ ràng. Thì sau khi sử dụng gì đấy, mình gắn nó bằng null, sau đó thì mình sẽ giải phóng nó bằng cách đó là delete tên của nó, nptr. Ok, đấy, thế là xong. Nếu như ở đây mình có một cái con trỏ double d ptr chẳng hạn, mình bằng new double và lúc này thì như này thôi. Ok, thì lúc này cái con trỏ này chưa hề có tham chiếu, nó được cấp phát một cái vùng nhớ mà không có cái giá trị nào cả ở đây này. Ok, thì tức là lúc này nó chưa có trỏ ra chỗ nào cả, nó được cấp phát một cái vùng nhớ như này. Bây giờ mình có thể xóa bỏ nó bằng cách đó là delete tên của nó, dptr. Ok, một ví dụ khác đó là nó đã có tham chiếu float một cái con trỏ fptr equal new float và truyền vào cái ngoặc tròn là một cái giá trị 3.141592 chẳng hạn, f
Thì cái này nó đã có tham chiếu, ok, tức là mình đã ném một cái giá trị có giá trị trong cái ngoặc tròn này vào cái vùng nhớ và cấp pháp đúng kiểu của kiểu quan trọng. Sau khi sử dụng gì đấy thì mình có nhu cầu thu hồi nó lại thì delete, đó là fptr đó. Mình lại có một cái ví dụ float nội int cho nên đơn giản, một cái con chó aptr. Rồi mình có một cái biến int biến a bằng 100. Nếu như mình cho aptr trỏ đến cái vùng nhớ của cái biến a, ok, sau đó mình sử dụng gì đấy, ok, cái này gì đấy sử dụng xong mà mình lại delete aptr như này thì nó sẽ gặp lỗi. Đây mình sẽ chạy cho các bạn xem vào cái chương trình nó báo lỗi này. Đây đó, nó báo cái hộp thoại gì đấy này. Ok, thì lúc này tức là gì, cái vùng nhớ mà nó trỏ tới này là của cái biến a, mà biến a không phải là cấp phát động, cho nên là khi mà a trỏ tới cái vùng nhớ này mà chúng ta lại thu hồi thì lúc này tức là chúng ta giải phóng cái vùng nhớ mà cái con trỏ này đang trỏ tới, chính là vùng nhớ của cái biến a, mà thực tế biến a lại là một cái biến tĩnh. Ok, thì lúc này là sẽ gặp lỗi. Thì có hai cách ở trong trường hợp này. Một là cái thằng PTR sau khi sử dụng xong thì phải cho nó trở về null chẳng hạn. Đấy. Thì sau khi như thế này chúng ta giải phóng thì chương trình không có vấn đề gì hết. Đó, được chưa? Ngon lành. Còn nếu như mà chúng ta thực hiện cách thứ hai ở đây này là cho nó trở đến một cái vùng nhớ được cấp phép, ví dụ một cái a đi, new int và chuyển vào đây new int 100. Tức là gì, cái con trỏ a này này nó đã được cấp phép và có một cái giá trị ở trong cái vùng nhớ mà nó đang trỏ tới là 100. Thì lúc này gán con trỏ cho con trỏ thì một cái bình thường, lúc này thì mình giải phóng aptr, chính là giải phóng cái vùng nhớ mà con trỏ aptr đang trỏ tới, chính là vùng nhớ của cái con trỏ a đang trỏ tới. Ok, lúc này thì chương trình lại chạy online một cách bình thường, không có vấn đề gì hết. Ok, rồi. Thì đó là hai cái cách mà chúng ta sẽ thường hay sử dụng đối với một cái con trỏ thông thường. Rồi, nhớ nha, không thể thu hồi bộ nhớ của một cái con trỏ đang trỏ tới một cái địa chỉ của biến không phải là cấp phát động. Tiếp đến với cái thằng con trỏ mạng. Thì đối với mảng thì cái hình ảnh nó rất là đơn giản rồi. Ví dụ mình có ARR, một cái array equal new int, phải nhớ là cấp phát đúng kiểu. Ok, ví dụ 100 phần tử. Sau đó mình làm cái gì đó, bla 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 gì đây đây. Sau khi thực hiện xong như thế này thì khi đã sử dụng đến keyword new thì chúng ta thường phải thu hồi bộ nhớ bằng cách đó là sau khi sử dụng xong thì chúng ta delete. Và lúc này chỉ cần chỉ ra tên của mạng xong. Ok, nó sẽ tự động thu hồi cái bộ nhớ này lại. Tiếp theo đó là con trỏ void. Con trỏ void thì nó là như thế này cơ. Void sao một cái vptr. Ok. Thì nếu như chúng ta delete vptr thì chương trình sẽ báo lỗi. Đấy, đây này. Nó báo lỗi cái gì gì này. Nếu các bạn click vào đây thì nó sẽ dẫn đến một danh sách cái quái quỷ gì đấy. Thì mình bây giờ mình không cần biết về nó. Nhưng mà hiểu như thế này, thằng void này nó không có cái kích thước cụ thể nào cả, bởi vì ở tất cả trên này thì khi mà nói đến cái con trỏ thì riêng cái thằng con trỏ void là một cái thằng mà nó sẽ tùy thuộc vào cái kiểu mà nó sẽ được ép sang cái, cho nên là nếu như muốn là chúng ta đây này, bây giờ trên này mình có biến a nhé, mình sẽ ném xuống đây. Bây giờ mình đổi nó thành B. Ok. Thì lúc này nếu như muốn giải phóng được cái con trỏ void này này thì thông thường là chúng ta sẽ ép nó sang một cái kiểu nào đó. Ok. Ví dụ sau khi mình có một cái thằng biến B con trỏ cấp phát động, mình cho vptr bằng ép sang kiểu int.
OK, của cái biến B. Được chưa? Thì lúc này mình lại giải phóng cái VPTR một cách bình thường. OK, rồi bây giờ mình thử chạy này. Và nếu như không có lỗi thì chạy bình thường đây. Rồi, đấy. Thì nhớ đối với cái con trỏ void thì chúng ta thường phải cho nó trỏ đến một cái thằng nào đó có kiểu cụ thể, sau đó thì chúng ta mới thu hồi được. Và nhớ là cái kiểu đó cũng phải là cấp phát thông qua keyword news. OK, và cuối cùng đó là cái con trỏ trỏ đến con trỏ. Thì khi mà sử dụng thì cái cú pháp của nó như thế này, ví dụ như là cái này là x btr thì cái cú pháp của nó là hai dấu sao, sau đó mới đến tên của cái này. OK, sau đó thì mình cấp phát theo hai cách, hai bước. Bước đầu tiên là XPTR bằng new kiểu của nó, int dấu sao, sau đó đến móc vuông chỉ ra số lượng phần tử, có thể coi là đây là số hàng nhỉ. Sau đó bước 2 đó là sử dụng một vòng lặp lặp từ 0 đến nhỏ hơn số hàng đã cấp phát. Lúc này thì cấp phát từng cái phần tử con ở bên trong. OK, thì lúc này là XPTR tại vị trí y, cấp phát new cũng kiểu tương ứng của nó và chỉ ra số lượng phần tử, ví dụ số cột trong mỗi hàng đấy 12 chẳng hạn. OK, thì lúc này sau khi thực hiện cấp phát thì mình có tổng cộng một cái vùng nhớ, đó là kích thước 12 nhân 100 nhân với kiểu của int đó. OK, thì bây giờ sau khi sử dụng xong gì gì đấy, OK, sau khi sử dụng thì mình sẽ thu hồi nó bằng cách đó là làm ngược lại cái quy trình cấp phát, tức là đầu tiên sử dụng một cái vòng lặp. OK, đến 100 đây này, đến cái số lượng phần tử cấp phát lần bước đầu tiên đây này. Đó, thì ở trong này thay vì new thì chúng ta lại delete cái thằng tướng này. OK, delete. Thì lúc này chúng ta sẽ là có cái móc vuông này này. Thì ở trên này lưu ý nha. Cái lúc mà mình nói với các bạn là chúng ta sẽ delete cái gì cấp phát theo cái mảng ấy thì nó phải có cái cục này vào này. Rồi, đấy. Thì ta phải làm như thế này. Được chưa? Rồi. Thì bây giờ mình sẽ delete là XPTR. Rồi, bước kế tiếp là thực hiện bước 1 của cái lúc cấp phát, đó là delete. Lúc này thì XPTR. Rồi, đây là hai cái bước chúng ta thu hồi. Rồi, như vậy thì tóm lại đó là đối với những cái thứ gì mà cấp phát động thì chúng ta sẽ thu hồi nó một cách chủ động. Và ở đây có mấy cái điểm chính, đó là đầu tiên cấp phát một cái biến bình thường thì thu hồi một cách bình thường, còn nếu nó là dạng mảng thì phải có thêm cái móc vuông này cho vào. OK, còn riêng đối với cái một cái con trỏ mà trỏ đến vùng nhớ tĩnh thì sẽ không thu hồi được, và phải trỏ cho cái con trỏ đấy trỏ lên null hoặc là trỏ lên một cái vùng nhớ cấp phát động nào đó thì mới thu hồi được. Và khi thu hồi những cái vùng nhớ như thế thì nó sẽ là thu hồi cái vùng nhớ mà con trỏ đang trỏ tới. Còn riêng với con trỏ void thì chúng ta sẽ phải ép nó sang một cái kiểu cụ thể nào đó cũng là cấp phát động, sau đó thì chúng ta mới thu hồi được cái vùng nhớ đấy. Còn đối với cái mảng hai chiều thì chúng ta sẽ thu hồi ngược so với cái cấp phát, và lưu ý là cái bước thu hồi đầu tiên là sẽ phải có móc vuông, cũng giống như là cái lúc mà chúng ta thu hồi cái mạng một chiều. OK, và cái bước thứ hai thì chúng ta sẽ thu hồi chỉ cần dùng delete này thôi. OK, như vậy thì cái nội dung liên quan đến con trỏ thì đến đây là khép lại rồi. Và trong cái nội dung cái bài học kế tiếp thì chúng ta sẽ tìm hiểu về cái thư viện Maths ở trong cái công cụ nha. OK, tức là cái công cụ gì cũng sẽ có cái thư viện, và cái thư viện đấy sẽ có rất nhiều những cái hàm toán học hỗ trợ sẵn chúng ta để thực hiện những cái việc tính toán.